bạn ơi, mình phát hiện ra ở đây có một chiếc xe và một con cá sấu. Và mình cũng đã chuẩn bị một cái rổ rồi nè các bạn ơi. À, chúng mình nhìn nha, một con cá sấu rất là chất chơi luôn đó các bạn ơi. À, mình sẽ bỏ nó vào đây nha. Wow, còn đây là một chiếc xe khủng long. Oh my god. Wow, rất đẹp luôn đó các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ bỏ vào đây và cùng mình tiếp tục đi tìm kiếm xem còn những chiếc xe đồ chơi nào khác nữa không nha. Wow, ở đây chúng ta sẽ có hai chiếc xe. Đầu tiên là một chiếc xe đưa thư sẽ giúp chúng ta vận chuyển những lá thư của mình tới tay của người trận nhận một cách rất là nhanh chóng. Tiếp theo, wow, một chiếc xe bán tải màu vàng rất là đẹp luôn. Wow, xe còn được trang bị một hệ thống nâng thủy lực nữa nè các bạn ạ. Ok, tiếp tục nha. Let's go. Gì đây các bạn ơi? Wow, một con khủng long màu hồng và một chiếc xe màu đỏ. Và đây có vẻ như là Spinosaurus, một con khủng long rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe màu đỏ rất là to này là xe thang đây người. Có hai chiếc xe ở đây luôn nè các bạn ơi. Một chiếc xe màu đỏ này là xe mô tô của cảnh sát. Xe này có thể chạy được rất là nhanh luôn. Tiếp theo là chiếc xe màu vàng này với những bánh xe rất to. Xe này dùng để chở đá xi măng. Tiếp tục cùng mình đi tìm kiếm những món đồ chơi khác nữa nha các bạn ơi. Wow, ở đây chúng ta có 4 cái xe và một con kiến rất là to luôn đó các bạn ơi. Wow, sao lại có những con kiến to như vậy? School bus, đây là xe dùng để đưa đón học sinh đó các bạn. Theo là một chiếc xe cứu hỏa, xe được trang bị một cái thang và một cây súng phun nước luôn đó. Còn đây là chiếc xe bus của cảnh sát. Xe màu vàng này với những bánh xe màu cam rất là to. Đây là chiếc xe cần cẩu. Những công trình lớn thì không thể thiếu những chiếc xe như vậy luôn đó các bạn ơi. Rồi, tiếp tục thôi nào các bạn. Wow, gì nữa đây? À, một con bò cạp nè các bạn ơi. Wow, trông rất là ghê luôn. Đây là một chiếc xe chuyên dùng để chở xăng dầu. Xe này có màu đỏ. Một con tắc kè có rất là nhiều màu sắc luôn nè các bạn. Oh my god, gì đây? Có rất là nhiều những chiếc xe rất là đẹp và một con khủng long rất là to. Có vẻ như những chiếc xe này đang chạy rất là nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi của con khủng long. Đầu tiên là một chiếc xe mô tô màu xanh da trời của cảnh sát.
một chiếc xe màu vàng. Và đây là chiếc xe xúc đất đó các bạn ạ. Một chiếc xe bán tải với một cái trần cẩu. Một chiếc xe bớt màu cam trông rất là nổi bật luôn. Xe này chuyên dùng để đưa đón công nhân đi làm. Tiếp theo chúng ta có là một chiếc xe của cảnh sát này các bạn ơi. Xe có màu xanh rất to. Xe này dùng để chở phạm nhân, những người bị phạm tội rất là nặng. Và cuối cùng chúng ta có là một con khủng long Brontosaurus. Loài khủng long rất là to lớn, cổ dài và rất đẹp đúng không? À, và đây là toàn bộ những món đồ chơi ở hôm nay mà mình đã lựa được các bạn ơi. Có rất là nhiều những chiếc xe và những con vật rất là dễ thương và đẹp mắt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.